Chiquita, baby monster, nữ idol trẻ tuổi nhất K-pop, tài năng và lùm xùm bị so sánh với Lisa. Không chỉ là một trong những idol thế hệ mới của K-pop, Chiquita còn là idol trẻ tuổi nhất của nền giải trí xứ Hàn. Với tài năng hiếm có, cô bé đang được dự đoán sẽ là một trong những át chủ bài của nhóm. Theo đó, Chiquita có tên thật là Kani Riracha Fondecha Phifat, sinh ngày 17 tháng 2 năm 2009, là thành viên thứ 3 được công bố và cũng là người trẻ tuổi nhất Baby Monster. Quê nhà của Chiquita nằm ở Nakhon Ratchasima, Thái Lan. Cô bé cũng sẽ là những thần tượng Thái Lan tiếp theo của YG Entertainment sau Lisa của Blackpink cùng với thành viên Farita. Được tiếp xúc với nghệ thuật từ nhỏ, Chiquita dần thể hiện năng khiếu của bản thân trong việc nhảy múa. Bên cạnh đó, việc có anh trai là Copper Dechawat cũng là một nam thần tượng thuộc 789 Chani và The Star Idol khiến cô bé càng có thêm nhiều động lực hơn trong việc nghiêm túc với nghệ thuật. Giống với Aheyeon, Chiquita cũng có thể nói 3 thứ tiếng gồm tiếng Anh, Thái và Hàn. Với tình hình toàn cầu hóa của K-pop, việc có thể nói nhiều thứ tiếng giúp nữ thần tượng trẻ tuổi được đánh giá rất cao. Vào ngày 23 tháng 1, Chiquita lần đầu tiên được YG Entertainment đăng video tiết lộ danh tính với tư cách là thành viên thứ 3 của nhóm tân binh Baby Monster. Cô nhanh chóng thu hút sự chú ý với mái tóc vàng cá tính cùng màn thể hiện vũ đạo khá ấn tượng. Trong bản cover Bedroom, Chiquita phô diễn giọng hát ngọt ngào nội lực, nhiều khán giả cho rằng phần chuyển giữa giọng giả thanh sang giọng thật của cô mượt mà. So sánh với hai thành viên Haram và Aheyeon, Chiquita được nhận xét có kỹ năng hát vượt trội hơn cả. Tờ Onsen cũng từng nhận định Chiquita là một trong những thành viên toàn năng và sẽ là một trong những át chủ bài của Baby Monster. Mặc dù ghi dấu ấn về kỹ năng thanh nhạc nổi bật bên cạnh vẻ đẹp và khả năng vũ đạo, nhưng chỉ có một lý do duy nhất khiến mọi người nhướng mày chống lại Chiquita và YG, điều này là do thực tập sinh người Thái Lan sẽ ra mắt với tư cách là thần tượng nhỏ tuổi nhất từng ra mắt với độ tuổi mới chỉ 13. Trên các phương tiện truyền thông, cư dân mạng vẫn không tin vào việc nữ thần tượng trẻ tuổi hơn New Jeans hiện đang lấn sân sang K-pop. Mặc dù không có gì lạ đối với K-pop khi các thần tượng ra mắt ở độ tuổi thanh thiếu niên, bằng chứng là thần tượng nhỏ tuổi nhất trong tất cả các nhóm trước đó là Haeyun của Lapilut, sinh vào tháng 11 năm 2008. Nhưng rất nhiều người hâm mộ bày tỏ lo ngại về việc trường hợp này thường dẫn đến hậu quả như thế nào đối với sức khỏe thể chất và tinh thần của thần tượng trẻ. Bên cạnh lịch trình dày đặc, các thần tượng ra mắt ở độ tuổi thanh thiếu niên thường phải từ bỏ việc học và đối mặt với những kẻ ghét bỏ, bình luận ác ý. Ngoài ra, một số người coi đây là một hình thức bóc lột lao động trẻ em khác. Bên cạnh đó, nữ thần tượng trẻ tuổi còn vô tình vướng vào lùm xùm của ông trùm YG Jang Hyun-suk khi bị so sánh với đàn chị Lisa của Blackpink. Theo đó, một trong chương trình của Baby Monster, giám đốc Jang Hyun-suk không tiếc lời khen ngợi kỹ năng của Chiquita. Nếu câu chuyện dừng ở đây thì không có gì đáng nói, thế nhưng Jang Hyun-suk lại nhắc đến Lisa sau đó và đặt Chiquita lên bàn cân so sánh với nữ idol quyền lực này. Nhà sản xuất này cho rằng Chiquita sẽ trở thành nổi tiếng giống mammoth Blackpink. Từ quan điểm của nhà sản xuất, Chiquita rõ ràng là một đứa trẻ đặc biệt. Tôi thực sự hy vọng trong tương lai, cô bé sẽ nổi tiếng giống như La Lisa và có tầm ảnh hưởng toàn cầu. Đó là hy vọng cá nhân của tôi. Sau lời phát biểu của Jang Hyun-suk, nhiều fan của Lisa tỏ ra bất bình và lên tiếng chỉ trích cựu CEO YG. Nhiều ý kiến thời điểm đó cho rằng YG Entertainment đã nhiều lần đối xử bất công với Lisa, khiến nữ thần tượng phải tìm kiếm sự thành công và danh tiếng trên trường quốc tế. Vậy nhưng giờ đây, Jang Hyun-suk lại nhắc đến độ nổi tiếng của thành viên Blackpink như một minh chứng cho sự thành công. Tại sao ông có thể định hướng ai đó giống Lisa và gây áp lực buộc ai đó phải đi theo bước chân của cô ấy, trong khi nó lại ngược đãi đồng thời nhắm mắt làm ngơ trước tiềm năng và tác động sức ảnh hưởng của Lisa? Bên cạnh những bình luận lên tiếng bất bình thay cho Lisa, người hâm mộ cũng tin rằng sự so sánh trên không hề công bằng với Chiquita. Dù tài năng nhưng cô bé vẫn chưa chính thức debut, họ không muốn các thành viên của Baby Monster phải chịu áp lực trở thành Blackpink tiếp theo. Thay vào đó, hãy để các cô bé thoải mái thể hiện những nét quyến rũ và bản sắc độc đáo của riêng mình. Baby Monster là nhóm nhạc nữ đầu tiên của YG sau khoảng 7 năm kể từ khi ra mắt Blackpink. Khi Blackpink tiếp tục dẫn đầu thế giới K-pop với tư cách là một nhóm nhạc toàn cầu hàng đầu, Baby Monster đã thu hút sự chú ý khi làm màn ra mắt được mong đợi nhất vào năm 2023, được hỗ trợ bởi các chiến lược quảng bá tích cực của YG như phát hành video biểu diễn và sản xuất chương trình thực tế với các thành viên đến từ Hàn Quốc, Aheyeon, Haram, Laura, Thái Lan, Parita, Chiquita và Nhật Bản, Ruka, Asa. Thành phần đa quốc gia càng làm tăng thêm sự mong đợi. Nhóm bao gồm những tài năng thông thạo các ngôn ngữ như tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Thái và tiếng Trung được đào tạo bài bản. Sự hấp dẫn về văn hóa đa dạng này và sự tập trung của YG về thị trường toàn cầu là điều hiển nhiên. Trên thực tế, Baby Monster đã có nhiều thành tích ngay cả trước khi ra mắt. Kênh YouTube chính thức của em gái Blackpink đã vượt 2 triệu người đăng ký với tốc độ nhanh chóng trong số các nhóm nhạc nữ trong nước và lượt xem video cũng đã vượt quá 400 triệu chỉ sau 127 ngày. Đặc biệt, Billboard đã chọn Baby Monster là nghệ sĩ K-pop đáng mong đợi, bày tỏ sự kỳ vọng cao rằng các cô gái sẽ tạo ra một làn sóng mới tại K-pop.